Hello, xin chào các bạn. Một thiết bị mà dành cho anh em quay phim này, dành cho em làm YouTube này, dành cho em livestream này. Rất là rẻ và rất là xịn đấy nhá. Thì em vừa lên Shopee và em tìm. Thực ra là em là YouTuber mà, em làm em quay phim rất là nhiều luôn. Chỉ bật chiếc điện thoại lên và quay và dùng mic của chiếc điện thoại ấy. Nên nhiều khi chất lượng âm thanh nó kém quá. Thì hiện tại bây giờ em đang đang quay bằng cái mic của điện thoại ấy. Đó, các bạn nghe nhé, những video là lần sau đi em sẽ dùng cái này để em quay xem chất lượng có tốt hơn không các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy tổng đơn hàng là 957.000. Vâng, đây là 957.000 ba cái nhé. Chứ nếu mà 957.000 một cái thì cũng bình thường đúng không? Đó, ở trên Shopee thì rất là nhiều sản phẩm thú vị. Thế nên là em có tìm để em mua một cái mic để em quay phim cho nó ok. Thì em có tìm cái sản phẩm này này. Đó thì em thấy rẻ quá em mua liền ba cái, thì em sẽ dùng sau này hỏng em thay thế, hoặc là nếu mà có bác nào có nhu cầu mà ủng hộ kênh của em nhiều em sẽ tặng một cái, bởi vì em mua những ba cái cơ mà. Đó, các bác nhìn nhá, tên của nó là Let's Go này, LIMDM2. Đó, các bác có thể nhìn thấy này, live mic này, cái này live wide mic, cái này có nghĩa là các bác có thể dùng để quay phim, để live stream, hay là để nói chung là để thu âm thay cho cái mic của điện thoại ấy, hoặc là mic của cái máy quay phim ấy, thì sẽ rất là hợp lý, bởi vì chất lượng của nó thực sự em chưa dùng em chưa biết đâu, nhưng mà thấy quảng cáo và thấy hình ảnh ở trên mạng thì em thấy rất là hấp dẫn và em đã mua về. Hôm nay sẽ bóc hộp cho các bác xem, còn về chất lượng như nào thì từ video lần sau thì em sẽ làm sau các bác nhé. Đó, nếu các bác nghe thấy hay thì các bác sẽ biết luôn đúng không? Bây giờ em sẽ mở hộp nha. Cái này các bác nhìn này, cái này em mua từ Shopee Trung Quốc. Đó, này các bác nhìn thấy là cái túi đóng gói quen thuộc Trung Quốc này, một cái túi màu xám, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Để các bác nhìn nhá, tổng đơn hàng là 957.000 này. Đó, số lượng là ba cái này, 957.000 ba cái nhá, tính ra có khoảng 320.000 một cái thôi. Đó, đây bây giờ bao giờ các bác xem nhá, bác sẽ biết là nó xịn như nào này. Đây, đó, các bác này, 957.000 ba cái. Đó, các bác nhìn thấy chuyên nghiệp chưa? Đó, ok, hộp là dính bằng dính nhìn ghét thế nhỉ, hộp của người ta đang đẹp nhưng dính bằng dính vào trông như hàng cũ quá chán. Đây, các bác nhìn nhá, thì đây nó có tên của nó là, ở trên này nó ghi là gì ạ? Trên này nó ghi là Lavaline Microphone LIMDM2 của cái hãng Lens@Go này, Lens@Go. Không biết cái hãng này nó còn nổi tiếng không nhỉ? Em thì thực sự là các bác em làm cái video này thôi chứ em không phải là dân chuyên nghiệp về những cái thiết bị này. Thế này các bác nào mà biết được thiết bị này thì các bác comment bên dưới để mọi người biết nha. Em chỉ thấy là nó rẻ và trông nó xịn quá em mua thôi. Bởi vì em nhìn cái ảnh trên mạng nó như này các bác này. Nó có một cái mic chân cắm 3.5 và nó có một cái bộ trông rất hoành tráng ở đây, trong đó là có cái chỉnh cho camera này, chỉnh tắt đi, chỉnh cái phone này, hoặc là cái chế độ chỉnh âm, ví dụ như châm âm em éo mà em đang nói bây giờ ấy là có thể chỉnh đây, chắc em nghĩ là vậy, hoặc là âm thanh hay gì hay âm lượng gì đó. Đó, các bạn nhìn nhá, đó, đây hộp như này thôi, đây bọn nó dính cái băng dính vào đây nhìn xấu quá, là trông như hàng cũ quá chán, và đây là những thiết bị mới đấy. Đó, đây nhá, sơ qua hộp thì nó rất là nhiều thông số cơ bản đây này, các bác có nhìn thấy nhá. Đây, dây của nó là dài tức là 6 mét này. Đấy, em hiểu nôm na là dây là 6 mét này. Đây nó có cái không biết là cái gì, thông số là cái gì nhỉ? Noi trừ 0 dB cộng dB, không biết là cái gì, chắc là một cái thông số kỹ thuật gì đó. Nó sử dụng chip Qualcomm này. Đấy, nghe kinh khủng không? Đó, các bạn nhìn nhá, là cái thông số ở đây. Và có thể dùng thời lượng lên đến 12 giờ. À 120 giờ. Cái này nó có dùng pin, cái này nó có dùng pin các bạn nhé. Bộ này nó có dùng pin này. Đó. Ở đằng sau này thì nó có những cái ngôn ngữ hay là khu vực đây. Ở đây có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, này, Đức và Nga. Đây là ngôn ngữ. Đây, cái sản phẩm này là sản xuất tại Trung Quốc nhá. Bởi công ty có thương hiệu đồng hòa các bác này. Đó, sản xuất ở Trung Quốc này, ở Quảng Đông. Đây, thông số kỹ thuật cơ bản này, ở đây nó sẽ ghi tên modem. Đó, chất liệu nhựa là nhựa ABS này. Đấy, size của nó là 3,5cm x 9cm. Đó, các thông số cơ bản nó nằm ở chỗ này. Đây, dùng pin, nó sử dụng pin 3A nhé. Pin A, pin pin mà chúng ta hay dùng cho điều khiển đấy. Các bác nhá. Jack kết nối là 3.5. Có jack 3.5 thì rất là nhiều loại rồi. Đó, có nhiều công nghệ đây. Đây, hộp nó đơn giản như vậy thôi. Ở đây nó có một cái không biết là cái gì này. Em không chuyên về kỹ thuật lắm này, không rõ, chỉ biết là mua thôi. Đó, bây giờ em sẽ mở hộp một cái xem như nào nhá. Ồ, trong nó có một cái túi này.
Bên trong hộp nó có một cái túi luôn, một cái túi rất là xịn này. Có một cái một cái quấn dây để cho đỡ bị rối này. Nó chỉ có thế thôi. Có một cái quấn dùng để quấn dây và cho đỡ bị rối, và một cái túi đựng, một cái túi chống ẩm ở đây. Đấy, cho nó chả có gì cả. Để em mở ra cái túi này xem nó như nào nè. Đây các bạn nha. Ô, bé tí. Cái này bé tí, em cứ tưởng to lắm. Bé xíu xíu. Xem nào, ở đây nó ghi thông số như nào nhỉ? Nó ghi thông số là thiết kế size là 3.5cm nhân 9cm là cái gì nhỉ? Cái này thì đâu được 9cm đâu. Đó, không biết là nó là cái gì. Sử dụng một cục pin, 3A. Một cục pin 3A. Giống pin trên chiếc điều khiển này xem nào. Ai giống chi pin trên điều khiển này. Ok. Đây, một cục pin 3A này. Đây, các bạn nhìn nha. Đó. Dùng cho phone này, tắt đi này, hay là dùng cho camera này. Bây giờ em sẽ thử cắm vào cái máy điện thoại mà em đang quay phim này, em ghi thử xem nào nhá. Đó, là chất lượng của nó như nào các bác nhá. À, ba trẻ chết rồi. Em vừa phát hiện được một cái. Đó là cái máy mà em đang quay ấy, cái máy mà các bác đang xem này. Là em đang dùng một cái máy Galaxy Note 10 và nó không có cổng 3.5 này. Chết mẹ. Chả nhất lại phải dùng lại cái máy Galaxy Note 8 của mình để quay phim hay sao? Quá buồn. Thôi, được xem lại bên trong nó có những cái gì đấy nhá. Đây. Bên trong thì có thêm một cái túi này nữa thôi. Không có sách hướng dẫn sử dụng hay là gì cả. Rất đơn giản. Mà thực sự em hơi thất vọng bởi vì em nhìn cái ảnh trên mạng ấy. Cũng như là nhìn cái ảnh này thì em nghĩ là nó to lắm. Cuối cùng em bé tí. Cứ tưởng kiểu như to như cái này, kiểu như là thiết bị chuyên nghiệp ấy. Thôi rồi, bây giờ em sẽ lấy cái này vào nha. Nhưng mà dây rất là dài. Dây này là dài 6 mét này. Dây rất là dài này. Từ cái đầu này đến cái dây 3.5 cũng dài. Mà từ cái đầu này đến cái dây mic của nó cũng rất là dài. Đây nó có một cái lọc mic như này nhá. Đây cái mic nó đây này. Một cái lọc mic như này các bạn này. Đó, lắp vào đây. Lắp vào cho nó trông nó chuyên nghiệp. Đó. Tiếp nữa ở đây nó có một cái là kẹp áo. Dùng để kẹp áo đấy. Đây. Nha, kẹp áo rất là kín luôn. Đó, các bạn nhìn nha. Mấy cương tư đô chị. Thế bây giờ để mà test thì chắc là lấy một cái điện thoại, mượn một cái điện thoại nhỉ. Mày cho anh mượn cái máy Note 9 của mày này. Galaxy Note 9 à. Cái máy này của mày không có cắm nhỉ. Thôi lấy cho anh mượn Galaxy Note 9 đi. Để anh quay thử một đoạn video xem nào. Đó, để em lấy một cái điện thoại. À, đây có một cái cổng cắm. Đây có một cái cổng cắm 3.5 này. Không biết là dùng để làm gì nhỉ? Chắc là để cắm tai nghe. Hoặc để cắm thêm một cái mic nữa. À, cái này đi vào và cái này đi ra. Cái vào và cái này ra, chắc là cắm tai nghe rồi. Đó, ở trên này thì đơn giản thôi. Ở trên này nó có in thương hiệu là Let's Go này. Rất là sắc nét đây. Và chất lượng in rất là tốt thôi nhá. Rồi cảm giác sản phẩm rất là xịn luôn. Đó, rất là xịn này. Em cạo nha, các bạn nhìn nha. Đó, rất là xịn này. Thì phía này nó có một cái ba cái hai cái phím chỉnh ở bên này. Thì bên này nó gồm có một cái chỉnh xuống camera này. Thì khi chúng ta ấn off thì nó tắt nhé. Khi chỉnh xuống camera thì đèn này không sáng này. Và có một cái chỉnh ở phone này. Đây nếu mà lắp pin vào nó sáng, có pin hình như hơi yếu sao ấy. Em chỉnh lại nào. À. Đó, hình như cục pin này hơi hết rồi sao. Để lấy cục pin khác nào. Đây, lấy cục pin khác nào. Đây các bạn này, nó sẽ sáng xanh này là còn pin này. Bây giờ nó sáng đỏ. Em chỉnh sang camera xem nó màu gì. À, camera màu xanh chứ. À, đó, vừa ra sáng đỏ chắc là hết pin. Đó. À, chỉnh sang đèn. Còn cái này nó là cộng 10 và hình như là chữ Y và chữ O ra ấy. Số 1 là chữ O, hay là cái đây là không mà có. Không biết là cái chức năng của nó là gì. Bây giờ em sẽ quay phim thử nhá. Đây này. Em sẽ quay phim thử này. Đây nào. Đây, có một chiếc máy nó chín ở đây. Ok. Cắm vào Note 9 này.
Đó, bật như là trên cái phone này. Không biết là nó nhận như nào nhỉ? Bật lên thử xem nào. Cho phép ấn vào cái pin à. Alo, 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 1 2 4, alo, 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 alo. Đó, bây giờ em sẽ chỉnh lên cái không nhá. Alo, 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 1 2 4, alo. Đó, bây giờ chỉnh tiếp xuống dưới là chữ y xem nào. Alo, 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 1 2 4, alo, 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 alo. Ok, test thử nhá. Chất lượng như này à. Cái này này, cái này nếu mà chỉnh về không ấy thì âm thanh nó chìm hơn, nó xa hơn. Nếu còn nếu mà chỉnh cái này thì cảm giác như là nó gần hơn, có thế thôi chứ chả có gì cả. Và chất lượng âm thanh ghi thì cũng tương đối là ok. Đó, nếu mà có nghĩa là các bác mà dùng để làm vlog ấy thì các bác nên đeo cái này vào để các bác quay thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái, không cần dùng đến cái mic này mà nó không ảnh hưởng nhiều. À, chất lượng của nó thì em thấy cũng bình thường thôi, cũng không phải là xuất sắc cho lắm. Thì tất cả các video về sau đi em sẽ sử dụng thiết bị này và em làm thì các bác đánh giá xem có ok không nhá. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đây là một trong những thiết bị mà dùng để cho các bác, nếu các bác có ý định mà để làm vlog này, quay phim này, hay là có ý định để mà livestream này thì các bác nên mua để dùng, thì nó sẽ có thu âm sẽ rất là tốt, thay vì cái việc là chúng ta dùng cái mic trên điện thoại ấy, thì nên dùng cái này. Đó, các bác mà thấy cái này mà có cái vấn đề gì hay các bác biết về cái này thì các bác comment cho mọi người cùng xem nhé. Đó, đó thì đơn giản hôm nay em chỉ giới thiệu cho các bác về sản phẩm như này vậy thôi. Em có mua dư ra 2 cái. Bác nào mà có nhu cầu, nếu mà tăng giá kênh của em nhiều và có nhu cầu thì em sẽ tặng cho các bác 1 cái nhá. Đó, các bác xem clip, chào tạm biệt các bác.